Giới thiệu với anh em về cái combo máy hát cổ đến từ thương hiệu Onkyo, chạy công suất bóng đèn cũng như là lo toàn giải, được sản xuất vào những cái thập niên 1960 ha. Con này là bộ rời 3 cục đến từ Nhật anh em ha, hai lo rời và cục máy giữa, sử dụng đầu độc mâm thang, radio AM FM và có kết nối ngõ tín hiệu để phát thiết bị đầu ngoài vào. Con này, cái bộ này là Onkyo ST55 ha. Onkyo cái ST55 thì model Smartic với lại model thì nó sẽ có nằm ở dưới phần đít ma, một bên đít lo như vậy. Thì nó chạy bao nhiêu cái bóng đèn, nhìn đây, 1 2 3 4 5 6 7 bóng đèn ha. Bộ về từ Nhật và nguồn điện là AC 100V, anh em lưu ý giúp em. Ngoại hình rất là đẹp, và ngoại hình cũng như là lẫn phần ruột máy đều rất là đẹp và còn rất mới ha. Như anh có thể thấy đây, trên đây nó sẽ là cái vân gỗ bóng dạng bóng piano, anh em có thể thấy sẽ đây nè, rất bóng và đẹp ha. Có thể sẽ chá giá tay đây, chá cái hình tay xuống hoặc là bóng đèn ở trên nhà xuống đó. Hông máy, thân máy, nóc máy thì nó cũng một cái dạng thiết kế như vậy, đều vân gỗ rất là đẹp ha. Đây là phần mặt máy nè, đó là mặt nhôm phay rất là đẹp, không tì vết luôn. Hai volume riêng biệt, chế độ stereo là chế độ full đi thang AM FM, và đây chỉnh chép bass. Bên đây là hông máy, loa cũng như là bên hông bên đây rất là đẹp ha. Onkyo ST55. Rồi, ok, sơ bộ về ngoại hình như kích thước thì chiều ngang của cái bộ này nó rơi vào khoảng đây là 20 20 40, khoảng đâu đó chiều ngang mình xếp lại như vậy là khoảng 70 70 tới 80 cm. Em sẽ test sâu vô ha, để thang ha. Bài gì đây? Đó, hát nữa. Lê Quyên ha. Trong giọt máu cuồng điên, con chim đang lặng câm đi về trong mùa đông. Ai sống sẽ. Chất âm thì một mạc cũng rất là ok. Phần đài thì gần như là nó là nội địa Nhật nên là đài FM nó chỉ tới 90 thôi, nó sẽ cũng không tới đài đâu. Đây sẽ test thử FM. AM thì ok. Rồi, cảm ơn bạn AM anh em ha. Và cảm ơn bạn Như Ngọc Như rất nhiều. Chúc các bạn ra trường sẽ được thầy rất nhiều. AM bắt ok ha. Với các vùng biển rộng lớn từ đảo Hải Nam đến tỉnh Hắc Long Giang, vượt qua 2.000 km, hiện nay diện tích trồng lúa gạo trong mỗi năm của Trung Quốc chiếm 20% diện tích. Hai em bắt rất là mạnh, bắt khá nhiều đài. FM thì nó sẽ là nội địa Nhật, FM 90 đến tới đài anh em ha. Nếu là xài AM với phần đĩa thang ha, bật về đĩa thang thì chạy ra. Như dòng núi bò, người về soi bóng mình giữa tường trắng. Ok, thì sẽ test luôn cái tín hiệu đầu ngoài vào. Đĩa thang thì mình sẽ gạt lên đây, sẽ cần sẽ tự dừng. Đó, trên đây nó sẽ có cái đây sẽ gài đĩa đây, và mình cũng có thể đẩy đĩa lại được ở đây ha. Đó. Ok ha. Khi chạy ở cái đĩa size mà size như vậy nè, size này là size 43 nè, 45 nè. Đĩa này đĩa 33 nhưng mà size size nhỏ ha, thì anh em có thể để đĩa lại, hoặc là size đĩa 45 thì anh em cũng có để đĩa lại.
Như em sẽ đây, bữa nay thì em sẽ gạt lên đây nè, phá được nè. Để tiếng Nhật ha. Đóng lại. Ok, thì sẽ tạm dừng đây. Em sẽ kết nối tín hiệu ngoài vào để test tín hiệu đầu ngoài vào cho anh em tham khảo luôn ha. Cắm dây kết nối đây. Bật play trên điện thoại. Em có thể đẩy nắp đây. Một mai qua cơn mê ta về đi cắm kết nối qua dây. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặn tình dòng chơi cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm ba nơi xưa vui một mùa lần ta sẽ thăm từng ok nè ha. Rồi xong rồi, qua cái link ngắn này giới thiệu anh em về cái con máy combo máy hát mini Onkyo với cái model là ST55. Tới đây em cũng xin kết thúc clip ha. Rất là trân trọng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi những video cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm của shop. Xin được hẹn gặp lại anh em với những clip tiếp theo giới thiệu những sản phẩm mới hay động của là đứa nè. Cảm ơn và kính chào anh em. Mười ngón tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ còn chuyện trên mây.